Có một người bị đau nặng tên là Lazaro, quê ở Betania, làng của hai chị em cô Marta và Maria. Cô Maria là người sau này sẽ sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc lau chân người. Anh Lazaro, người bị đau nặng, là em của cô. Hai cô cho người đến nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng." Nghe vậy, Đức Giêsu bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh." Đức Giêsu quý mến cô Marta cùng hai người em là cô Maria và anh Lazaro. Tuy nhiên, sau khi được tin anh Lazaro lâm bệnh, người còn lưu lại thêm 2 ngày tại nơi đang ở. Rồi sau đó, người nói với các môn đệ: "Nào, chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê." Các môn đệ nói: "Thưa Thầy, mới đây người Do Thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao?" Đức Giêsu trả lời: "Ban ngày chẳng có 12 giờ đó sao? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã vì thấy ánh sáng mặt trời. Còn ai đi ban đêm thì vấp ngã vì không có ánh sáng nơi mình." Nói những lời này xong, người bảo họ: "Lazaro, bạn của chúng ta, đang yên giấc. Tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây." Các môn đệ nói với người: "Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khỏe lại." Đức Giêsu nói về cái chết của anh Lazaro, còn họ tưởng người nói về giấc ngủ thường. Bấy giờ người mới nói rõ: "Lazaro đã chết. Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó để anh em tin. Thôi, nào chúng ta đến với anh ấy." Ông Tô-ma gọi là Đi-đi-mô nói với các bạn đồng môn: "Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy." Khi đến nơi, Đức Giêsu thấy anh Lazaro đã chôn trong mộ được 4 ngày rồi. Betania cách Jerusalem không đầy 3 cây số. Nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Marta và Maria vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Marta liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Marta nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết, bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho Thầy." Đức Giêsu nói: "Em chị sẽ sống lại." Cô Marta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết." Đức Giêsu liền phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?" Cô Marta đáp: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian." Nói xong, cô đi gọi em là Maria và nói nhỏ: "Thầy đến rồi, Thầy gọi em đấy." Nghe vậy, cô Maria vội đứng lên và đến với Đức Giêsu. Lúc đó người chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ cô Marta đã ra đón người. Những người Do Thái đang ở trong nhà với cô Maria để chia buồn, thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo, tưởng rằng cô ra mộ khóc em. Khi đến gần Đức Giêsu, cô Maria vừa thấy người, liền phủ phục dưới chân và nói: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết." Thấy cô khóc và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi: "Các người để xác anh ấy ở đâu?" Họ trả lời: "Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem." Đức Giêsu liền khóc. Người Do Thái mới nói: "Kìa xem, ông ta thương anh Lazaro biết mấy."
có vài người trong nhóm họ nói: "Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư?" Đức Giêsu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. Đức Giêsu nói: "Đem phiến đá này đi." Cô Marta là chị người chết liền nói: "Thưa thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mộ đã 4 ngày." Đức Giêsu bảo: "Nào thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giêsu ngước mắt lên và nói: "Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã nhận lời con. Phần con biết Cha hằng nhận lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con." Nói xong, người kêu lớn tiếng: "Anh Lazaro, hãy ra khỏi mộ!" Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo: "Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi." Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người.